trường thẩm mỹ Cedarback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi, thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết xin liên lạc Ý Nhi 714-981-6555, 714-981-6555. CD Nương Tựa Bên Chúa 714-657-5129, ca đoàn Ave Maria La Vang @hotmail.com. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Ý Nhi hôm nay đang trò chuyện với một cô ca sĩ rất là đặc biệt, nói về nhạc jazz thì quý vị cũng không thể nào bỏ qua và không có thể nào mà không ủng hộ đến cô tiếng hát Thùy Linh. Thì hồi nãy cũng muốn nói về cái sự đam mê. Ý Nhi làm trong cái nghề này từ trong bụng mẹ, nó là mới làm là từ nói từ trong cái nghệ thuật là từ trong bụng mẹ chị rồi. Chị đã gặp khá nhiều, rất nhiều người. Mà những người mà chị gặp á, thì đương nhiên có những ca sĩ là ca về chuyên nghiệp. Mình không nói tới có những người ca sĩ quá là professional. Họ có thể là mình không có gì để mình feel. Nhưng mà có những người ca sĩ như em, chị lại nhận xét được có những cái sự đam mê đó mà có thể là không biết quý vị có thấy hay không. Nếu mà quý vị mà nào mà có đến qua những cái show của cô hát, cô Thùy Linh này hát thì quý vị có thể thấy rõ ràng hơn là cái sự đam mê. Như em nói là em làm a lot of time là không có lấy bán vé, là cho free. Dạ vâng. Quý vị. Thì cái tiền mà gọi là cái chi phí của em thì thường thường, nhưng mà chị cũng có hỏi qua ngày xưa. Dạ. Yeah. Tiền đâu mà em chi phí cho những người nhạc sĩ khác? Và tiền đâu em có thể cho em để... Tại vì em đâu phải ở đây, em ở San Jose. Vâng. Mà em lại có gia đình nữa. Dạ vâng. Mình phải vô thực tế chút xíu. Dạ. Là cái sự... Cái đời sống của em như thế nào, ai là cái người hỗ trợ cho em? Chứ em làm free vậy như hoài thì làm sao mà em có thể kéo... Đam mê là một sự, đam mê nó cũng phải có một cái vốn, cũng phải có một cái số tiền để mà support. Thì trong mấy năm trời đây thì em sống như thế nào đây? Dạ. Chị ơi, chia sẻ với chị với các bạn, sự thật là Thùy Linh bắt đầu mỗi cái chương trình, mỗi cái show này là không có một cái xu trong túi. Nói thật là như vậy. Nhưng mà khi mà em đem cái show vào đó thì em xin ủng hộ Tùy Hỷ. Ok. Thì dĩ nhiên em nhờ tất cả là mọi người em quen trong cộng đồng để giúp thông báo bằng miệng. Okay. Và hơn nữa em xin để lên chương trình TV như cái của chị hay là radio mà có thể cho em miễn phí 10-15 phút để thông báo vào cộng đồng để cho đồng bào biết về okay. cái chương trình của em. Okay. Tại sao em làm chương trình em hoàn toàn miễn phí là tại vì mình chưa có đủ khán giả mà theo nhạc jazz. Nhiều người nói họ biết nhạc jazz một chút đỉnh nhưng mà không có biết đủ để họ đi mua vé ở một nơi mainstream nào đó đi nghe nhạc đúng jazz. Nên em muốn cho một cái phần mà giáo dục trong của cái show của em để khuyến khích đồng bào đến thưởng thức. Và em luôn luôn là khuyên mọi người là nói là tuy rằng mọi người không biết bất cứ gì về jazz hết, nhưng mà nếu các vị đến, các bạn đến tham dự một cái chương trình rất là nghệ thuật thì và chuyên nghiệp thì quý vị sẽ thấy cái giá trị trong cái show đó và thay đổi cái ý kiến và sẽ sẵn sàng ủng hộ Thùy Linh theo cái formula đó mà em có thể tiếp tục đem chương trình vào quảng cam. Chị ơi, nói thật với chị là cái nhu cầu cho nhạc với lại cái âm thanh đồ mới á, trong nền nhạc Việt Nam mình là rất là mạnh, nên vậy mà em cũng còn có thể tiếp tục đem chương trình vào cộng đồng. Và Thùy Linh cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ. Mà cái đây không phải là nhiều người cũng nói ôi tại sao Thùy Linh không có bán vé để nó lên cái giá trị của mình này kia nọ. Mình chưa có khán giả cho nhạc này mà tại sao mình bán vé cho được? Nó không có lý. Bây giờ có lẽ 5 năm đã qua rồi từ khi em thành lập chương trình. Bây giờ có lẽ yes, em sẽ thử để coi cái nhu cầu trong cộng đồng ra sao. Dạ. Yeah. Nhưng mà em muốn cũng như làm chương trình em là việc dịch vụ cho xã hội và đồng bào. Để mình chia sẻ cái nhạc này trước, mình develop, mình sáng tác được, mình xây dựng được một cái khán giả cho nhạc jazz. Để sau này, quý vị sẽ sẵn sàng đi ra mua vé để nghe nhạc jazz. Mà không phải nghe nhạc jazz riêng của Thùy Linh thôi, nhưng mà bất cứ nhạc sĩ jazz nào, bất đúng cứ rồi. Nơi nào. Yeah. Nói tới nhạc jazz thì thực sự ra không phải là người Việt Nam mình không có biết thưởng thức. Chị nghĩ là tại vì
cái môi trường nó chưa có. Em biết đó, tại vì ca sĩ, nghệ sĩ thì cũng rất là khá nhiều. Thì em biết cũng có karaoke, cái bài nào mà dễ hát. Thì quý vị thấy ngày hôm sau lại có một người ca sĩ mới đứng lên. Yeah. Jazz thì nó là một cái different level. Chị nghĩ là tới cái thời buổi là bây giờ mình đã ở đây cũng sống được khá lâu rồi. Thì bắt đầu cái người nghe đó em, họ sẽ thay đổi một chút xíu về cái đời sống. Thì chị nghĩ là giống như chị đi, ngày xưa chị đâu thích nhạc jazz đâu, mình không hiểu. Vâng. Nhưng mà bây giờ mình càng ngày mình đi ra ngoài thì mình cảm thấy cái nhạc đó nó sẽ làm cho mình một cái gọi là cái comfortable, cái cho mình một cái sự ấm cúng. Giống như là mình đi làm, mình bị nhiều cái stress đó cưng. Thì tự nhiên cái mình đi ăn một bữa ăn mà lại có một cái nhạc jazz mà nó nghe nó thoải mái thì nó rất là hay. Lát nữa đây Ý Nhi sẽ nói tại sao hôm nay mình lại có cái chương trình mình ngồi đây nói chuyện với Thùy Linh. Nhưng mà trước khi mình vào cái đó, ngày 2 năm trước chị gặp em thì em nhìn nó khác một chút xíu. Dạ. Yeah. 2 năm sau chị gặp em, em có một cái sự thay đổi rất lớn. Cái sự thay đổi đó thì không biết quý vị thấy hôm nay là em ngồi thấy một cái style rất là cool, rất là different. Em có thể cho chị biết, sorry, tại vì nếu mà chị có thể là kéo em ra một cái gọi là tại đây là mình chia sẻ, tại đây là mình nói chuyện chị em mình tự với nhau thôi. Dạ, không ngại. Thì trong cái 2 năm trời em có những cái gì trong cái cuộc sống của em mà tại sao em tự nhiên em lại thay đổi cho mình một cái đây là một cái image mới hay là như thế nào? Em tại vì con bên ngoài đó chị, mà có rất là nhiều khán giả có thể là thắc mắc và muốn hiểu tới cái đời tư của em chút xíu. Dạ vâng. Thưa chị, đời em là không có gì mà bí mật hết. Nhưng mà kính thưa các bạn, cái này đây là không phải phong cách mới mà Thùy Linh sáng tác. Không phải mới hả? Không phải mới. Tuy rằng nó mới cho các bạn nhưng mà nó không có phải nói là nó không phải là mình tự chọn. Oh. Ok. Cái đây là kính thưa các bạn, từ 2 năm trời từ khi Thùy Linh đem chương trình xuống Quảng Cam thì tuy rằng vui và thành công nhưng mà cũng việc làm là cũng rất là cực khổ cho Thùy Linh. Tại vì Thùy Linh phải lo tất cả từ chương trình nhạc, từ sắp xếp ban nhạc, đối với lại vấn đề quảng cáo, đồ thông báo chương trình cho vào cộng đồng. Tại vì các bạn cũng thấy là Thùy Linh phải cần mỗi lần có một cái show thì phải cần rất là đông đảo khán giả, nhiều thời gian để chuẩn bị và để như vậy để Thùy Linh xin ủng hộ Thùy Hỷ để đủ để trả cho ban nhạc chuyên nghiệp của mình. Thì rất là nhiều việc mà quý vị chị cũng biết rồi, Thùy Linh là không phải là bình thường như người hoàn toàn. Thùy Linh cũng có chân yếu từ bé, từ bị khuyết tật polio, sốt tê liệt polio từ 3 tuổi. Thì Thùy Linh cũng có hai chân hồi xưa bị tê liệt hết hai chân, mà một chân thì nó mạnh lại. Thì hết cả đời em thì em cũng struggle với một cái chân yếu. Nên bây giờ đến tuổi này rồi thì họ nói thì lớn chừng nào thì cái sức khỏe của mình nó sẽ xuống từ nãy thôi. Okay. Tại cũng như cái người mình là cũng như là một cái overloaded circuit. Yes. Như cái điện mà yes, dùng quá nhiều rồi bây giờ nó không còn sức. Thì Thùy Linh bị stress nhiều quá mà quý vị, thì Thùy Linh bị rụng tóc. Nên rụng tóc hai năm về trước nó rụng tóc rồi. Thùy Linh thấy giữ cái tóc còn lại nó cực khổ quá. Xong rồi Thùy Linh nghĩ thôi, sau một tháng em cạo hết đi để bắt đầu lại từ đầu. Oh wow. Thì như vậy, dạ, thì chứ bây giờ thì Thùy Linh bị xói đầu. Mỗi lần Thùy Linh đi đâu là không phải, bây giờ thì thấy trời ở ngoài rất là ấm, rất là nóng, phần phật gì mà Thùy Linh phải đi với cái khăn này. Tại sao? Tại vì cái đầu nó luôn luôn là lạnh. Dạ nó lạnh, hàng khi em dùng cái này xong rồi bây giờ thì mỗi lần biểu diễn trên sân khấu thì nhiều người cũng đề nghị là em dùng tóc giả. Tại vì có một số người trong đồng bào không có thích, không có quen với cái đàn bà có cái đầu như Nico như vậy. Hàng chị họ thấy xong hồn rung người, hay là do đó hàng chị họ cũng không có tập trung vào cái phần nhạc được. Hàng chị mới là em lên sân khấu, bây giờ thì em sân khấu Việt Nam thì em dùng tóc giả. Đối với chị, wow, để chị vào quảng cáo, để sâu phần quảng cáo để chị nói thêm về cái
cái bệnh gọi là bị stress là giống như là bị sao nhỉ, có nhiều cái gọi là áp lực, bị stress đó quý vị. Nếu như vào quảng cáo, sau phần quảng cáo thì mình sẽ vào một chi tiết, xin quý vị đừng ra làng máy. Trường thẩm mỹ Saddleback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi. Thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết liên lạc ý nhi 714-981-6555, 714-981-6555. CD Nương Tựa Bên Chúa 714-657-5129, ca đoàn Ave Maria La Vang @hotmail.com.